Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 151 Hương, đánh cược. Lâm Di mở to đôi mắt vẫn còn kèm nhèm, đưa tay giật nhẹ chung nhỏ bên giường, quất hồng trực đêm bên ngoài vội vàng vào phòng hầu hạ nàng rửa mặt. Quản sự đã ra ngoài hỏi thăm tin tức khi trời vừa sáng, nhưng e rằng phải chờ đến sau buổi thượng triều mới có thể biết được chuyện trong cung. Trong lúc vợ cùng nhị trải tóc cho Lâm Di, cùng Mama bước vào báo Trần Gia cho người đến đưa tin, nói Trần Doãn Viễn đã đến nha môn từ rất sớm, dặn nàng đừng quá sốt ruột. Đồng hồ cát chuyển tới cuối giờ tỷ, 9 đến 11 giờ sáng, Lâm Di ở trong phòng Chu lão phu nhân nghe Chu Nguyễn Cảnh hùng hồn nói như tận mắt chứng kiến mọi chuyện, quận vương gia quỳ suốt đêm trong cung đã quỳ cả một đêm mà vẫn chưa thể trở về phù. Những năm qua Chu gia không trải qua sóng to gió lớn gì, cho nên tin này đủ khiến mặt Chu lão phu nhân biến sắc, dẫu gì cũng từng lập công to mà, cho dù có sai cũng đâu đến mức này chứ. Chu Nguyễn Cảnh hừ mũi nói, mẫu thân không hiểu triều cục mới nói vậy, đây chính là tội khi quân đấy. Trần Thị hơi nhướng khóe mắt nhìn Lâm Di ngồi ở đối diện, ánh mắt rõ ràng đang trách nàng trẻ tuổi không hiểu chuyện, mẫu thân, phải mau nghĩ cách thôi, trần trừ nữa sẽ không kịp mất. Chu lão phu nhân tự suy xét hồi lâu mới nắm chặt vật Châu trong tay, dương mắt nhìn cả phòng, để ta tiến công một chuyến xem bên Thái Hậu nói sao. Tin tức chúng ta nhận được chưa chắc đã chính xác, chúng ta tuyệt đối không thể nhận tội danh khi quân này. Chu Nguyễn Cảnh nói, đúng đó à, bây giờ là giang sơn của họ Chu, chỉ có tôn thất như chúng ta mới tuyệt đối không hài lòng với Hoàng thượng đây chính là ưu điểm của việc là một thành viên trong tổn thất. Trần Thị đỡ Chu lão phu nhân đứng dậy, Chu Nguyễn Cảnh đi theo dặn dò bà ta, mẫu thân tiến cung rồi phải nhớ, chỉ nói về chuyện quận vương gia từ tối qua đến giờ vẫn chưa về phủ thối. Thái hậu không hỏi tới thì mẫu thân cứ tỏ ra hoàn toàn không biết gì hết, quận vương gia trở về quan trọng hơn hết thay. Trần Thị cũng nói, uất ức gì quận vương gia cũng đã chịu rồi, còn có thể thế nào nữa? sự kiện này tựa như một thanh kiểm treo trên đầu chu thập cửu không biết lúc nào sẽ rơi xuống người chu gia dường như cảm giác rất rõ lưỡi kiểm kia sắc bén đến cỡ nào thế nhưng lâm di biết lưỡi kiếm này chỉ treo trên đầu hai vợ chồng nàng không liên quan gì tới người khác cả thẩm nương lâm di lên tiếng cản bước chân của chu lão phu nhân sao thẩm không đợi quận vương ra trở về rồi hãy quyết định đề nghị của lâm di tựa như một mũi thương đâm thẳng vào mông chu nguyên cảnh gã lập tức nhảy lên hung dữ trợn mắt nhìn lâm di đúng là đàn bà mu muội nếu quận vương gia có thể xuất cung thì tối qua đã trở về rồi còn chờ tới bây giờ à lâm di đưa đôi mắt trong trẻo của mình trực diện đối mặt với chu nguyễn cảnh chính như đại bá đã nói tối qua quận vương gia quỳ trong cung cả đêm nhưng hôm nay thương triều hoàng thượng vẫn không phán quận vương gia có tội chúng ta gấp làm gì gân xanh nơi thái dương chu nguyễn cảnh nổi tiểu nha hoàn trong phòng nhìn thấy thì sợ tái mét mặt. Quận Vương Phi ở nhà mẹ đẻ chưa từng gặp tình huống này nên mới nói vậy, chưa kể, có vãn bối nhà nào mà không nghe lời trưởng bối đầu hà. Lầm gì biết ngay chu gia sẽ lôi xuất thân của mình và chu lão phu nhân ra dọa, cho nên cũng không thấy kinh ngạc, vẫn bình thản thong dong như cũ. Nhà mẹ nàng tuy chỉ là quan ngũ phẩm, nhưng cha nàng là thần tử chính trực cả triều đều biết, phụ thân ta đã từng nói, thần tử chính trực không nên lùi bước trong mọi hoàn cảnh, trên chiều phải trắng đen rõ ràng, trong không bênh vực thân thích, ngoài chẳng kết bè kết đảng, làm được thì sẽ không cần sợ hãi bất kỳ chuyện gì. Lâm Di dừng một thoáng mới nói tiếp, nếu chúng ta đi nhờ cậy Thái Hậu, cho dù có thể áp chế được chuyện này, nhưng tương lai quận vương gia sẽ bị nói là nhờ thân phận tôn thất mới được miễn tội. Quan võ trường binh không có uy nghiêm sẽ không thể thần phục thuộc hạ, về sau có được ban chức cũng chỉ là chức xuông có danh mà không có thực chính bởi vì chúng ta là tôn thất cho nên bây giờ càng phải thêm cẩn thận tránh né hiểm nghi lâm di nói một hơi rồi chỉnh đốn trang phục quỳ xuống trước mặt chu lão phu nhân xin thẩm tương đừng trách nếu cháu dâu có nói gì đụng chạm trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn chu nguyễn cảnh thật sự muốn xông tới đạp một cước song nhìn thấy y phục phẩm cấp quận Vương Phi trên người Lâm Di thì lại không dám động chân. Con bé này, mau dậy đi, chu lão phu nhân tự mình kéo Lâm Di dậy, cháu làm gì vậy? Ta cũng vì quận Vương ra thôi, bằng không đã chẳng liều mặt mo này đi cầu Thái Hậu. chu lão phu nhân với với vẻ oan ức, nếu lần này chu thập cửu thật sự bị định tội, về sau nàng sẽ không còn lý do biện bạch trước mặt chu lão phu nhân nữa. Sau khi chuyện hôm nay truyền ra ngoài, người ta cũng sẽ nói nàng lấy thân phận quận vương phi ra ép trưởng bôi. Thắng không cần nói, nhưng thua sẽ bị người ta nắm chặt trong tay. Bây giờ đứng đối mặt nhau thế này, đổi bên hẳn đều hiểu rõ ý của nhau. Lâm Di gật đầu trước, thẩm nương nói đúng lắm, cháu dâu cũng chỉ sợ biến khéo thành vụng thôi. Chu lão phu nhân bình tĩnh nhìn Lâm Di, không thể không nói, cá gan của Trần Thị thật sự rất lớn. Nghe con mới đẻ không sợ cọp cũng là chuyện khó trách. Muốn đánh trống kêu không nhất thiết phải dùng chùy nặng, bà ta đã nói hết những gì cần nói, tạm thời nhường một bước cũng không sao. Chu lão phu nhân nói, phụ thân cháu là đường quan, chờ nghe ý kiến của ông ấy trước cũng tốt, đừng thấy chúng ta nhiều thân thích như vậy mà tưởng, chẳng có bao nhiêu người giúp được đâu. Áp lực đều ở trên người Trần Thị và Trần Gia, Chu Nguyên triệt tròn cưới Trần Thị. Vào thời điểm mấu chốt nhà vợ chẳng những không giúp được mà còn thêm phiền. Bà ta sớm lường trước sẽ bị Trần Thị ngăn cản, cho nên đã chuẩn bị sẵn cách đối đáp. Dù sao cũng là người một nhà, làm lớn chuyện cũng chẳng ít gì. Đây chính là cách thẩm tương đối đãi với cháu trai và cháu dâu của Chu lão phu nhân. Lâm gì bỗng thấy buồn thay cho Chu Thập Cửu, là người khác thì đã bị nuốt chẳng còn màu xương rồi. Dựa theo thân sơ trong chi, nếu chu thập cửu có mệnh hệ gì tước vị sẽ do con trai chu lão phu nhân thừa kế lâm di đi rồi chu lão phu nhân bình thản ngồi xuống uống trà Trần thị sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng mẫu thân à quỳ thì mặc kệ à chúng ta sợ à sao chu nguyệt triệt ở trong cung quỳ trước hoàng thượng trần thị ở trong nhà quỳ trước bà ta mỗi lần trần thị cam tâm tình nguyện quỳ lại đều khiến người ta không chịu nổi chu lão phu nhân vẫn im lặng, Trần Thị lại nói, Trần Thị quả quyết như vậy, là do có được tin tức gì sao à? Quan lại trên chiều có tối tám chín phần thường do ngự sự tô giác, vụ việc của chu thập cửu lần này cũng không phải là chuyện nhỏ, vụ thành quốc công đã đắc tội không ít người, lại thêm chuyện trinh phạt phương Bắc khiến người ta vẫn hận không thôi. Quan trọng nhất, võ tướng được đề bạt qua vụ án thành quốc công là người đồng gia, mà đống gia và nhánh cả trần gia lại như nước với lửa chu lão phu nhân thản nhiên nói trần doãn chu tập công quá lớn hiện giờ đồng gia đang chăm chăm chờ đoạt lại tước vị cúc trước của trần gia cho hắn quận vương gia là vật cản trên con đường đó phụ thân của quận vương phi không đứng ra nói giúp còn đỡ bằng không sẽ bị một tội danh chờ sẵn chụp lên đầu làm quan ở lại bộ vốn phải công tư phân minh giữ minh trong sạch không làm được thì nên đổi chức là vừa cho dù Chu Nguyên Triệt và Trần Thị đã tính toán kỹ từ trước thì hai đứa nó cũng coi thường trận phong ba này rồi. Bà ta đồng ý tìm Thái Hậu biện hộ cho Chu Nguyên Triệt là bởi vì bà ta là thầm nương của Chu Nguyên Triệt. Bây giờ bà ta khoanh tay đứng nhìn là vì Trần Thị ngăn cản. Tóm lại kết quả có là thế nào thì cũng không phải lỗi của bà ta. Chu lão phu nhân đặt chén trà xuống bàn, nhau mắt nhìn bình hoa bầy gần cửa sổ, tiến một bước bà ta có thể đổ thêm dầu vào lửa lùi một bước bà ta cũng có thể đứng ngoài cuộc nhìn bọn chúng vùng vẫy vì vậy cớ gì bà ta lại không thuận theo ý trần thị chứ hai đứa lùi xuống đi ta muốn nghỉ ngơi một lúc chu lão phu nhân bên này đã ngủ rồi điền thị ở nhánh thứ hai trần thị bên kia vẫn còn quỳ trước bàn thờ phật niệm kinh trần doãn chu không kiên nhẫn nổi đi thẳng vào phòng quỳ xuống trước mặt thị và là một thiện nam tín nữ cầu nguyện mong lần này nhà chúng ta thuận lợi được như ý muốn Điền thị chi mim cười, không nói gì. Trần Doãn Chu nắm lấy bàn tay trắng nõn của Điền thị, Bồ Tát ơi Bồ Tát à, thắng bại đều ở lần này, Bồ Tát phải đại phát từ bị, thương xót đệ tử đấy. Điền thị và tỏ ra tức giận, sao lão gia lại nói những lời như vậy ở trước mặt Phật. Trần Doãn Chu ôm lấy thân thể thơm ngát của Điền thị, ông trời thiên vị ta thế này, ta còn sợ cái gì chứ? Không thể vì không được như mong muốn mà chờ kiếp sau làm lại người ta ngày ngày cầu khẩn Bồ Tát, nhưng ta thì không cần, bởi vì nhà ta có một Bồ Tát sống sờ sờ ra này. Ngày nào ta cũng ôm ốm nâng niu, chẳng lẽ còn chưa đủ thành ý sao? Vừa nói ông ta vừa liên tục vuốt ve trên dưới người Điền Thị. Điển thị mới giảng kinh cho các phu nhân nhà Trần Quốc Công trở về, đang cảm thấy miệng đằng lưỡi khô nên đầy Trần Doãn Chu ra, ngộ nhỡ không thành thì lão gia sẽ oán ta à vừa nói bà ta vừa nhỏm dậy định đi lấy trà uống. Trần Doãn Chu lập tức đi rót trà tới tận miệng Điền Thị, thu lại nụ cười trên mặt, bên Trấn Quốc Công có tin tức gì sao? Trần Doãn Ninh không có cửa tranh được tước vị rồi, phủ Trần Quốc Công mới đánh bắt tay với bọn họ. Lâm Uyển vô cùng kính cẩn với nhị thúc là ông ta, chẳng phải vì sau này muốn cứu cứu giúp thể tử Trần Quốc Công có được tiền đồ ư? Điền Thị nhấp hớp trà thầm giọng, ánh mắt lung liếng khiến nốt chu sa nơi ấn đường càng thêm xinh đẹp. Quận vương gia không có bệ đứng nhưng vẫn có người bước ra biện hộ dùng ngài ấy, chẳng qua lời của bọn họ đều không thể lọt vào tai thánh giá. Rõ ràng là tin vui mà. Điền thị như không đành lòng, chúng ta và quận vương gia vốn không oán không thù. Trần Doãn Chu kéo tay điền thị, chúng ta không đánh đòn phủ đầu, chẳng lẽ còn ngồi chờ tương lai thành cá trên thớt à? bồ tát hướng thiện xong cũng phải trừng trị kẻ ác trừ những gì nàng làm đều vì gia đình cả điền thị nghe vậy mới nhẹ nhõm hơn phần nào tam thúc nhất định sẽ đứng ra hỗ trợ đám lửa này cuối cùng cũng sẽ đốt tới đầu trần gia chúng ta thôi trần doãn chu cười khinh thường sợ cái gì một gã quan mới nhậm chức trong kinh còn có thể đối phó lại lâm gia hay sao lâm gia có người quen trong nam thư phòng có động tĩnh gì lâm gia sẽ biết ngay phải chờ khi bên Trần Doãn Viễn căn cơ bất ổn mới động thủ được, như vậy cơ hội lấy được tước vị sẽ nghiêng về phía bọn họ. Trần Doãn Chu càng nghĩ càng thấy đắc ý, đang định ôm Điền Thị sờ soạn thêm một phen thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng hót hải, mẹ, mẹ có ở trong đó không? Chưa nói dứt câu Lâm Phương đã xông vào, nàng ta mặc kệ tình hình trong phòng thì nào, lập tức nhào vào lòng Điền Thị, mẹ, là thật sao? Khang quận vương sắp bị hoàng thượng trừng phạt, bởi vì lúc thành thân phô trương quá mức sao? Mới loáng thoáng nghe hạ nhân sầm si vài câu, Lâm Phương đã lập tức chạy thẳng tới tìm Điền Thị. Điền Thị khẽ gật đầu, cũng có liên quan tới hôm thành thân. Vậy, Lâm Phương siết chặt khăn tay, liệu Lâm Di có bị chu ra bỏ không? Đều tại con nhỏ đó cả, con nhỏ đó mới là bắt nguồn của mọi chuyện. Con gái khờ của mẹ ơi, Điền Thị thở dài, lục muội muội của con không phạm vào bảy điều cấm sao lại bị bỏ chứ? Từ gốc là thất xuất, thất xuất là khái niệm được sử dụng trong thời kỳ phong kiến, theo đó người vợ phạm vào một trong điều được nêu thì người chồng có quyền bỏ vợ. Bảy điều phạm đó gồm có, không sinh được con, ghen tuông, ác tật, dâm đảng, bất kính với cha mẹ, ông bà, bất hòa trong gia đình, trộm cắp. Vốn đang hưng phấn, Lâm Phương cập tức yêu siêu. Trần Doãn Chu ở bên cạnh cười khẩy cho dù bây giờ không bị bỏ thì tương cai cũng sẽ bị thôi. Nghe nói hôm qua lục nha đầu ngăn cản chu lão phu nhân tiến cung cầu xin thái hậu, nó cho rằng thằng cha làm tang chung lại bộ có thể thay đổi càn khôn chắc. chương 152, Thắng Trời tháng tư vẫn còn rất lạnh, Trần doãn viễn khép chặt vạt áo choàng nặng nề bước vào nhà, tiểu tiêu thị đã chờ sẵn ở cửa, nhìn thấy ông liền mở miệng hỏi, lão ra, sao rồi À? trong kinh ít quan lại bất chính hơn ở ngoài, nhưng ông vẫn có khổ mà không thể nói, lần này con rể bị tố tội, ông chỉ muốn nói giúp mấy câu đã rước về vô số ánh mắt đầy thâm ý từ người khác. Con đã dâng tấu trương lên rồi, Trần Doãn Viễn ngồi trong phòng lão thái thái chi trường uống trà nóng, miễn cưỡng nói. Bị liên lụy thì bị liên lụy, bằng không là một quan viên câm điếc cũng chẳng nghĩa lý gì lão thái thái nhánh cả để thính trúc dùng trùy mỹ nhân đấm chân cho mình bầu không khí trong phòng vô cùng nặng nề hồi lâu sau bà mới thở dài con ở lại bộ theo lý phải có tiếng nói hơn ở chỗ khác mới đầu trần doãn viễn cũng không có ý định dâng tấu trương lên chẳng qua thật sự rất đáng hận đại nhân cục tuyển võ bình bộ bị ép khai bậy mà không dám nói năm ngoái lúc quận vương gia dẫn mấy trăm khinh kỵ binh rời kinh hoàng thượng cũng có hỏi về hôn lễ của lâm di nếu khi đó con nói những gì nên nói thì bây giờ có mở miệng cũng không thẹn với lòng ngự sử muốn tố thì tố đi cùng lắm mất chức về nhà thôi bây giờ làm quan đều thích lôi căn cơ ra mà nói chuyện mấy kẻ bình thường không đạt được thành tích chỉ cần chăm chăm nịnh nọt bề trên còn kẻ có ra thế thì chỉ cần cho chủ mở đường cứ thể kẻ nào kẻ nấy đều phất lên như diều gặp gió Lúc ở Phúc Ninh Trần Doãn Viễn có quen một vị thanh quan, ở trong kinh làm đồng tiến sĩ 9 năm mãi vẫn không lên được, sau khi rời kinh lại bị giáng chức hết lần này đến lần khác, qua ngũ tuần vẫn chỉ là một trị huyện tiểu tốt. Mỗi lần nhớ tới vị lão đại nhân này, Trần Doãn Viễn lại thấy chức lang trung lại bộ này của mình thật sự mùi chẳng vững chút nào. Luận lý lịch hay ra thế, đồng trường mẫu đều rất khó áp chế. Hơn nữa Hoàng thượng còn có ý nâng đỡ đồng trường mẫu, quan võ trong triều cũng vô cùng nề mặt ông ta. Trần Doãn Chu làm việc trong nhóm võ tướng càng lúc càng thoải mái, cho dù không tới nha môn mỗi ngày vẫn vơ được nhiều lợi lộc. Trần Doãn Viễn càng nghĩ càng thấy tức giận bất bình. Xong có nói gì đi nữa thì bên bọn họ vẫn dễ dàng hơn, tiểu tiêu thị nhíu mày, nhà chúng ta còn như thế, không biết lâm di sẽ thế nào. Hoàng thượng ở Nam Thư phòng xử lý chính sự, Hàn Lâm Viện chìm trong bầu không khí im lặng chờ đợi một tu soạn tiểu tốt như lâm chính thanh không dám đi tề trọng hiên cũng vừa hay có văn thư cần sao chép cho nên hai người đều đang có mặt ở hàn lâm viện từ sau án gian lận khoa cử tề trọng hiên rất hiếm khi nói chuyện với lâm chính thanh vấn đề cấm vận biển và đến nhà quan chủ khảo mượn sách đều là gợi ý của lâm chính thanh mặc dù sau đó lâm chính thanh có lên tiếng giải thích nhưng tề trọng hiên không phải đồ đần y biết lâm chính thanh là loại người âm hiểm tàn độc lấy được môi vị trạng nguyên không phải nhờ thực lực thấy lâm chính thanh đi tới tề trọng hiên vốn định tránh né những lời của lâm chính thanh khiến y không thể không dừng lại nghe lâm chính thanh nói tề huynh nói xem thánh thượng định xử trí khang quận vương thế nào trần doãn viễn đại nhân dâng sớ cầu xin lại bị hoàng thượng triệu tới nam thư phòng vừa rồi ta nghe nói không khí nam thư phòng đang cực kỳ căng thẳng lúc y dịu tiếng oan bị nhốt vào ngục Trần Doãn Viễn từng chạy động chạy tây giúp đỡ hết lòng. Tề Trọng Hiên đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Chính Thanh, học sĩ đã dặn chúng ta ít bàn luận về chính sự, Lâm huynh không nên nhắc tới thì hơn. Lâm Chính Thanh mím cười, trấn an Tề Trọng Hiên, không sao, dù gì lát nữa cũng sẽ có kết luận thôi, hoàng thượng còn chưa rời khỏi nam thư phòng thì chúng ta cũng khỏi cần ra về. Nhờ quen biết của Lâm gia, Lâm Chính Thanh ở Hàn Lâm Viện luôn được tin nhanh hơn người khác. Tề Trọng Hiên muốn hỏi tới, song cuối cùng vẫn kiềm lại, đúng như Lâm Chính Thanh nói, chỉ cần ở lại đây qua đêm nay, bọn họ sẽ biết được kết quả cuối cùng thôi. Chốc lát sau Lâm Chính Thanh ngồi xuống, mặt lộ vẻ sầu lo, chi e Trần Doãn Viễn Đại Nhân sắp không ổn rồi, đánh giá kiểm tra ở lại bộ đã không được tốt, bây giờ lại dính vào vụ này lúc trước hoàng thượng triệu kiến thượng thư lại bộ thượng thư lại bộ từng nói trần doãn viễn đại nhân vẫn chưa thích ứng với việc làm quan ở kinh thành nếu thật là vậy thì tình hình cực kỳ nghiêm trọng được điều đến lại bộ lâu như vậy mà vẫn chưa thích ứng nói cách khác ông không thể đảm nhiệm chức vị lang trung lại bộ này lâm chính thanh nói đến đây tề trọng hiên không khỏi nhíu mày lâm huynh không cảm thấy có kẻ thao túng trong chuyện này sao nói thế nào Khang quận vương cũng từng lập đại công, cớ gì lại không một ai nói đỡ cho ngài ấy. Tiểu quan lục phẩm thất phẩm như bọn họ đương nhiên không có quyền mở miệng, thế nhưng làm sao các vị đại nhân trên triều có thể muôn miệng một lời như vậy chứ? Đây không phải là lần đầu trên triều xảy ra tranh luận trái chiều, dựa theo kinh nghiệm trong quá khử, thánh chỉ xử lý phải được bán ra từ lâu rồi. Nhưng bây giờ chẳng những không thấy thánh chỉ mà hoàng thượng còn giữ khang quận vương lại trong cung. Đây rõ ràng là một cây bẫy, một cây bẫy đã được sắp đặt sẵn từ trước. Tấu trương ở Nam Thư phòng chất chồng như núi, Hoàng đế đang bận rộn chính sự bỗng ngẩng đầu lên, học sĩ Hàn Lâm Viện trong Nam Thư phòng lập tức ngừng việc trong tay, đứng lên chờ nghe lệnh. Các người cứ tiếp tục đi, Hoàng để bước ra khỏi thự án, một lúc nữa chấm trở lại. Các học sĩ Hàn Lâm Viện khom người đưa tiễn Hoàng đế. Hoàng đế ngồi lên bộ liễn, thấp giọng ra lệnh đến cảnh nhân cung bộ liễn là ghế ngồi do công nhân khiêng đi đây là lần thứ hai trong vòng vài ngày hoàng để đến cảnh nhân cung nội thị bên cạnh đều ngộ ra được gì đó trong cảnh nhân cũng không sông hương nồng nặc như những nơi khác hoàng đế ngồi xuống cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều hoàng hậu đuổi hết công nhân ra ngoài ngồi xuống một bên chờ hoàng để mở miệng quảng bình hầu vì chuyện của nhà mẹ nàng mà bị đoạt tước ta đã muốn chọn người thừa kế Quảng Bình hầu từ lâu, mặc dù không thể làm rõ chuyện năm đó với bên ngoài, nhưng cũng coi như đền bù phần nào. Nghe nhắc tới nhà mẹ, hoàng hậu lại nhớ đến chuyện cũ, ngoại trừ phụ thân và huynh trưởng bà, khá nhiều người khác cũng bị liên lụy vô cớ. Những năm qua người ngoài luôn hiểu sai về chuyện năm đó, khi ấy hoàng thượng tuổi trẻ nóng vội, đi sai nước cờ mới khiến toàn quân bị diệt hoàng thượng lo sợ bị đám đại thần cố mệnh nhân cơ đó thu hồi quyền lực nên phụ thân và huynh trưởng bà phải một mình gánh tội bà cũng bị giấu giếm không hay biết về sau một số đại thần như quảng bình hầu biết được nội tình thế rồi trên triều liên tục có người bị mất tước vô cớ bị bãi chức oan uông sau trận mưa bão cuồng phong lần đó tội lỗi của vị quân chủ trẻ tuổi đã được thổi bay sạch sẽ trừ những người tham dự bên ngoài gần như chẳng ai biết gì về nội tình bà cũng mãi về sau mới biết được chân tướng sau đó giữa bà và hoàng để xuất hiện khoảng cách mỗi lần nhìn thấy những đồ vật lộng lẫy tráng lệ này bà sẽ nghĩ tới tình cảnh đẫm máu của phụ thân và huynh trường những năm qua bà đã dốc hết sức lực để là một người thê từ và một vị hoàng hậu nhưng người bên cạnh bà vĩnh viễn không phải là chồng mà là quân chủ của bà trải qua bao nhiêu nước mắt và máu bà rốt cuộc cũng hiểu rõ ràng, hoàng đế chính là hoàng đế, thân là cửu ngũ trí tôn, trong mắt hoàng để những người khác chỉ là cỏ rác. Khang quận Vương Phi Trần Thị vốn xuất thân từ Trần Gia của Quảng Bình Hầu. Vẻ mặt của Hoàng hậu vô cùng bình thản, giọng nói cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Hoàng thượng phục tước cho Quảng Bình Hầu, Trần Gia chắc chắn sẽ cảm tạ ân đức của Hoàng thượng. Quảng Bình Hầu dự kín miệng mãi đến chết, xem như đã tận trung với đại chu rồi hoàng đế chuyên dùng thần tử không chỗ dựa bởi vì thần tử như vậy chỉ có thể dựa vào lòng an sẽ càng trung thành với quân chủ hoàng đế mím môi từ tốn nói trong số các mệnh phụ tiến cung lần trước hoàng hậu có gặp khang quận vương phi chứ hoàng hậu không hề thấy bất ngờ khi hoàng đề hỏi chuyện này có gặp rất phép tắc biết tiến biết lui không nói nhiều hành xử lời lẽ đều rất thận trọng Trần Thị xuất thân từ phủ Quảng Bình Hầu. Quảng Bình Hầu chính là một trong số ít người đứng ra bênh vực cho phụ thân và huynh trưởng bà năm đó. Huống chi tình cảnh hiện giờ của Trần Thị khiến bà nghĩ đến mình khi trước. Thế nên bà không ngại nói vài lời hữu ích cho cô bé đó. Hoàng để vẫn nhìn mặt bàn, chậm nghe nói, thấm nương của Khang Quân Vương muốn vào cung cầu xin nhưng bị Trần Thị ngăn cản. Trần Thị nói phụ thân mình và Khang Quận Vương trên không phụ quân chủ. Dưới không thiên vị quyền quý, trong không dung thân thích, ngoài không kết băng đảng, là thần tử chính trực. Nếu bọn họ lấy thân phận tôn thất tiến cung cầu xin, ngược lại sẽ làm hỏng danh dự của Khang quận vương. Nói tới đây ông mới ngước mặt lên nhìn hoàng hậu, đúng là có phong phạm của một gia đình chính trực ngay thẳng. Hoàng thượng tường tận mọi chuyện như vậy, chu thập cửu xảy ra chuyện, phủ Khang quận vương liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi ánh mắt trong phủ có bất kỳ động tĩnh gì cũng đều nhanh chóng tới tay người bên ngoài lâm di muốn dựa vào đó nói ra những lời cần nói như vậy những lời đó sẽ càng có sức thuyết phục hơn hoàn toàn là làm ít công to lâm di tháo bao đầu gối ra đưa cho quất hồng quất hồng nhận lấy mang đi giặt sạch sẽ lâm di nhìn đồng hồ cát trên kệ lúc này hẳn nên có tin tức đưa về rồi linh lung chuẩn bị giấy bút cho ta ta muốn luyện chữ Chu đại thái thái Trần Thị bước vào phòng, nghe được mùi mực liền thầm buồn cười. Đến nước này mà Trần Thị còn có tâm trạng luyện chữ ư. Lâm Di mời Trần Thị ngồi xuống. Trần Thị vốn muốn tới an ủi Lâm Di, nhưng nhìn thấy mọi thứ trong phòng đều như bình thường. Lời an ủi đã chuẩn bị sẵn liền không có chỗ để dùng. Hai người còn chưa nói được mấy câu thì Trần Hán thăm dò được tin tức trở về. Trần Hán bẩm báo, hộ quân doanh bên kia đang cực kỳ đoạn, bị rất nhiều binh mã bao vây nghe nói bắt không ít người thống lĩnh và phó thống lĩnh đều bị tống giam trần thị kinh ngạc xảy ra chuyện gì mà ồn ào đến vậy phó thống tĩnh hộ quân doanh từng đến phúc kiến bình loạn cũng vừa mới tĩnh thường trần thị không khỏi mừng thầm chuyện này cả thần tử có công mà cũng bị bắt sao vụ án thành quốc công đã khiến không ít võ tướng bất mãn chắc là theo đà này mà nghĩ thì kết quả của khang quận vương chắc cũng trần thị nhìn lâm di đệ muội đừng suy nghĩ nhiều quá bây giờ nghe tin tức đối với trần thị quả thực là cực hình trần thị nhìn trần hán chán ướt mồ hôi như đang sợ hãi lại đảo mắt nhìn trần thị đang siết chặt khăn tay chắc lòng bàn tay ướt đẫm hết rồi nhỉ lâm di cũng đang nhìn trần hán trần hán sốt ruột đến mức nhễ nhại mồ hôi muốn nói mà nói không nên lời tính cách của trần hán và đồng ninh hoàn toàn trái ngược nhau Đồng ninh mồm miệng lanh lợi tay chân linh hoạt. Trần Hán không giỏi ăn nói nhưng trung thực. Cho nên đồng ninh thường làm chân chạy. Còn Trần Hán thì làm ít chuyện vặt cho chu thập cửu. Nếu là bình thường, Lâm Di sẽ lập tức hỏi do Trần Hán làm rõ ràng chân tướng hơn. Nhưng nhìn vẻ vui sướng không giấu được trên mặt của chân thị. Lâm Di đã hiểu rõ nhưng vẫn cố tình không mở miệng. Từ trước đến giờ Trần Hán hệ cuống là sẽ nói lung tung, không diễn đạt được trọng điểm. Trần Hán đầm đìa mồ hôi, lắp bắp mãi không thành câu. Lâm Di chờ chân thị cười thầm đã đời xong mới gián tiếp nhắc nhở thị ta rằng Trần Hán sốt ruột không phải vì lo cho Chu Thập Cửu, mà vì hắn diễn đạt không giỏi. Trần Hán bình tĩnh nói rõ xem quận vương gia làm sao. Trần Hán lau mồ hôi, cố Trấn tĩnh lại, cúi đầu đáp, quận vương gia đến hộ quân doanh à? Đến hộ quân doanh làm gì? Trần Hán đáp, thưa là phụng lệnh đi lấy phủ bài thống lĩnh ngộ quân trần thị giật mình không hiểu ý của trần hán lâm di thở phào tươi cười nắm tay Trần thị đã cứng người trên ghế đại tẩu quận vương gia không sao chúng ta có thể yên tâm rồi tẩu mau trở về báo cho thấm nương biết đi đừng để thẩm nương sốt ruột có tin xấu liền sồng sộc chạy tới nói cho nàng biết giờ là tin tốt thì cũng nên có qua có lại cho đều chứ bẩm báo với chu lão phu nhân xong lâm di lại lôi kéo chân thị là một bàn tiệc nhỏ phập phồng lo sợ suốt mấy ngày qua giờ quận vương gia có thể bình an trở về chúng ta cũng nên ăn mừng một chút đây mới là chuyện nữ giới nội trạch nên làm lâm di cùng chân thị đi tới nhà bếp đại tàu luôn quản chuyện bếp núc rất tốt nhân dịp này dạy ta một chút đi chân thị nhìn lâm di gả vào chu gia mấy tháng qua không hỏi giờ lại chọn hôm nay bảo thị chỉ dạy nghe thấy chu nguyên triệt không sao, lòng thị đang khó chịu muốn chết đây, chỉ hận không thể về phòng đóng cửa lại phát tiết một phen thôi. nhân tiện hỏi thăm xem rốt cuộc là thế nào, tại sao lại chật quẻ hết vậy? nhưng trần thị lại bám thị một cách khác thường, ngay cả xuống bếp cũng phải lôi thị theo. đầu óc trần thị không ở trong bếp, lâm di lại vờ như không nhìn thấy, liên tục hỏi han trần thị về sở thích ăn uống của chu thập cừu lúc trước chu gia đều do trấn thị chăm nom từ già tới trẻ đấy nàng là cô dâu mới đương nhiên sẽ không giành mấy chuyện này cùng mama ở bên cạnh cười nói quận vương gia ở ngoài nhất định ăn uống không tử tế trở về cần phải bồi bổ nhiều một chút đại tẩu lâm di chăm chú nhìn khuôn mặt sượng cứng của chân thị quận vương gia thích ăn gì vậy nữ đầu bếp đầy phòng đều mở to mắt nhìn chân thị lâm di buông thõng tay mỉm cười chờ đợi Ta, nếu là ngày thường, thì đương nhiên có thể nghĩ ra cách đối đáp, nhưng bây giờ đầu óc đang loạn thành núi, nào có tâm trạng nghĩ mấy thứ vặt vãnh này, đột nhiên hỏi tới, tự nhiên ta nhớ không ra. Lâm gì tỏ vẻ ngạc nhiên, hay đại tẩu không biết? Vì hình như nữ đầu bếp trong nhà cũng không biết, từ khi nàng gả vào chu gia đến nay, phàm là chuyện liên quan đến sở thích của chu thập cửu, hạ nhân chu gia đều chẳng biết được bao nhiêu, trong khi nữ đầu bếp nhà nàng mở miệng liền có thể kể vanh vách những món nàng và ca ca thích ăn. Chu gia làm tiệc, Chu thập cửu rất hiếm khi động đũa, nàng có thể nhận ra đâu là món Chu lão phu nhân, Chu Nguyễn Cảnh, chân Thị thích ăn, đâu là món tủ của Chu Nguyễn Cảnh và Quách Thi. Làm sao bây giờ? Lâm Di cố tình ra vẻ sốt ruột, những chuyện này ta vẫn không rõ lắm, đại tẩu cố nhớ tại xem, không sẽ tủi thân cho quận vương gia lắm đừng tưởng bình thường nàng kín miệng như nút hồ tô, hễ là nói thay cho chu thập cửu, một chữ nàng cũng sẽ không thiếu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 153 Hương, Quân Quýt. Bình thường Trần Thị không hay nói mà sao bây giờ lại lắm lời thế này, sắc mặt Trần Thị trở nên khó coi vô cùng. Gượng gạo khó xử không thể tả. Không ngờ lần đầu tiên hai chị em dâu bàn chuyện bếp núc lại rơi vào tình trạng thế này nhà bếp im phăng phắc, sắc mặt chân thị hết trắng rồi lại xanh. Cũng may công phu tôi luyện của thị không tệ, cho nên nhanh chóng ổn định tinh thần lại, miền cưỡng nói ra tên vài món ăn. Đại bá thích uống trúc diệp thanh, lâm di sai nha hoàn, lấy vải hũ ra đi. Một loại rượu ngon chỉ dành riêng cho vua chúa tôn thất thời xưa thưởng thức, trước hết vì chất lượng hào hạng và sự cầu kỳ trong khâu tròn nguyên liệu lẫn thời gian u rượu. Tương truyền, thời nhà Tây Hán trung quốc rượu trúc diệp thanh là thành quả nghiên cứu tìm tòi của một người tên miên thành tự thanh trúc với công thức rất cầu kỳ được tạo ra từ năm loại gạo nếp và loại thảo dược chu nguyễn cảnh hễ say sẽ nói tuốt tuồn tuột suy nghĩ trong lòng đừng vừa mới thở phào chân thị lại lập tức đề cao cảnh giác vội vàng đưa tay ngăn cản ban đêm uống say không tốt đặc biệt là trong tình hình xấu thế này rất dễ bị say rồi phát tiết ra ngoài Lâm Di cười nói, ở nhà còn phải sợ gì nữa, uống chén canh giải rượu là an giấc mà. Chẳng phải Chu Nguyễn Cảnh và Trân Thị Thích ở lại quận Vương Phủ sao hôm nay nàng sẽ giữ bọn họ lại bằng mọi giá, coi như an ủi bọn họ bận rộn không công suốt hai ngày qua. Chỉ cần đặt vò rượu lên bàn, Chu Nguyễn Cảnh sẽ không kiềm chế được chính mình. Lâm Di và Trân Thị đều biết rõ điều này. Bây giờ Trân Thị muốn rời khỏi quận Vương Phủ thì đã muộn chân thì chỉ có thể trở về khuyên Chu Nguyễn Cảnh đừng uống rượu hay đừng nói lời gì không nên nói, tránh để tương lai bọn họ không còn chỗ đặt chân ở cái phủ này nữa. Trước giờ đóng cổng Chu Thập Cửu cuối cùng cũng trở về, Lâm Di đón Chu Thập Cửu rồi cùng vào phòng Chu Lão Phu Nhân, người trong phòng đều vui mừng. Chu Thập Cửu kể lại chuyện xảy ra hai ngày qua, những chuyện ngự sử tố cáo đều là giả, từ đầu đến cuối Hoàng Thượng vẫn luôn tin cháu để cháu quỳ gối trong cung một đêm chỉ vì muốn mài rũa tính tình của cháu, biết bỏ nhỏ lấy lớn, tránh về sau phạm phải sơ sót khi đảm nhiệm trọng trách. Nghe thấy bốn chữ đảm nhiệm trọng trách, mắt Chu Nguyễn Cảnh sáng quắc. Chu Thập Cử từ tốn nói tiếp, Hoàng thượng phong cháu làm thống lĩnh hộ quân, ngày mai văn thư bổ nhiệm sẽ được đưa đến phù. Thống tính hộ quân chính là chức võ tướng tam phẩm, trong nháy mắt lại có thể đào ngược càn khôn chẳng những không bị định tội mà trái lại được bổ nhiệm chức quan tam phẩm. Lâm Di nhìn thoáng qua Chu Thập Cửu, ánh mắt sáng trong của Chu Thập Cửu cũng đang nhìn về phía nàng. Đây là kết quả của kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước. Lấy tuổi tác và căn cơ hiện giờ, Chu Thập Cửu thật sự rất khó có khả năng được ở lại kinh đảm nhiễm chức quan tam phẩm, trừ phi hoàng thượng đặc cách ân điền. Thủ Chu Thập Cầu mưu đồ chính là sự ân điền này một thân một mình không người nâng đỡ, trên chiều cũng chỉ có hoàng thượng chịu dùng, bởi vì thần tử như thế hoàng thượng mới yên tâm trọng dung. Chu thập cửu cưới nàng, quan hệ giữa nhà mẹ nàng và đồng gia không tốt, hoàng thượng sẽ nhận chuyện này khiến hai võ tướng kiềm chế lẫn nhau. Quan trọng nhất là mấy ngày nay số tấu chương tố cáo chu thập cửu càng lúc càng nhiều, đặt cùng số tấu chương xin ban thưởng nhờ công lao bình định trước đó, thật sự trói mắt không thể tả ai cũng nói chu thập cửu tuổi trẻ lỗ mãng, không đủ kinh nghiệm đảm nhiệm trọng trách. Nhưng đây chẳng phải chính là hình ảnh của Hoàng thượng khi chưa tự mình chấp chính sao. Trên chiều chẳng ai buồn đứng ra bênh vực chu thập cửu ngoài vị đại nhân cục tiền võ kia. Đây cũng là con cờ tuyệt đỉnh mà chu thập cửu tìm được. Quan viên bị mắc tật nói lắp ở triều đại chu không hiểm, nhưng có thể làm tới vị trí đường quan thì cực kỳ ít, trừ phi đó là một nhân tài với phẩm hạnh vô cùng tốt người như thể bình thường không đáng chú ý, nhưng thật ra lại được hoàng thượng tín nhiệm. Đường quan là cách gọi của các viên quan chủ chốt của một bộ hay cục như thượng thư, thị lang. Cho dù đại nhân cục tiền võ chỉ đứng bên cạnh không nói chữ nào thì cũng cực kỳ hữu dụng. Chu thập cửu đã tính ngay từ ngày thành thân với nàng, cố ý phô trương, cố ý khiến đối thủ bắt lấy lợi dụng được, nói không chừng trong số ngự sử đứng ra tố tội cũng có tay trong của anh ta bất luận kẻ nào cũng đều là con cờ trong tay Chu Thập Cửu. Người này đã ngắm nghĩa vị trí thống lĩnh hộ quân từ lâu. Cơ hội có thể trong lúc bọn họ nói chuyện bàn tiệc đã được chuẩn bị xong, Lâm Di diều Chu lão phu nhân ra phòng tiệc, Chu Nguyễn Cảnh vẫn còn lời muốn hỏi nhưng đành tạm nuốt vào bụng cùng theo đến phòng tiệc. Mặc dù đã được chân thị dặn dò rằng không nên uống nhiều, nhưng sau khi nốc cạn ba chén lớn vào bụng, Chu Nguyễn Cảnh không ngừng được nữa. Lâm Di và Chu Thập Cửu ăn xong thì trở về nhị tiến viện. Trần Thị vẫn luôn cuống ngăn cản Chu Nguyễn Cảnh uống rượu, cứ thế rằng co qua lại. Chu Nguyễn Cảnh bắt đầu làm bèm. Lâm Di mới rửa mặt xong, trong tam tiền viện đã ẩm ý cả lên. Trần Thị phải chật vật lắm mới ứng phó được. Lâm Di bảo cùng Mama hôm nay đóng cửa cải then nghỉ ngơi sớm một chút. Cùng Mama vâng dạ rồi cùng Bạch Thược ra ngoài khép cửa lại trong phòng chỉ còn lại chu thập cửu và lâm di chu thập cửu ngồi trên giường lẳng lặng mỉm cười nhìn lâm di nụ cười trên mặt chàng lúc này khác hẳn nụ cười lúc còn ở trong phòng chu lão phu nhân vẻ mặt vui sướng hiểm khi thấy trong phòng hơi lạnh lâm di đang chuẩn bị quan phục ngày mai cho chu thập cửu vừa định xem quất hồng lấy đôi giày nào ra thì nghe chu thập cửu than lạnh đành cầm nên đi tới giường để ta cho người lấy một cái chăn nữa tới nếu quận vương gia đắp không quen thì đổi lại cái cũ. Lâm Di vừa đặt nền lên bàn thấp cạnh giường thì chợt bị nhấc bổng lên đặt xuống giường, tấm chăn bách tử nhanh chóng trùm lên người nàng. Chu thập cửu rõ ràng vừa than lạnh, giờ lại trùm chăn lên người nàng. Quan tâm người khác cũng không chịu nói thẳng. Đi ngủ sớm thôi, Lâm Di chưa kịp phản ứng, nến bên bàn thấp đã bị Chu thập cửu thổi tắt, trong bóng tối Chu thập cửu vòng tay qua eo nàng mơn trớn dần lên cuối cùng dừng ở mặt nàng, gầy đi. Lúc đèn sáng không nói, phải chờ tới tắt đèn mới nói. Ngón tay sờ sờ nơi cổ nhồn nhột, khóe miệng Lâm Di không nhịn được hơi cong lên. Lâm Di đưa tay lên kéo tay Chu Thập Cửu đang đặt ở cổ mình, các ngón tay thon dài như đang chờ sẵn, lập tức cùng nàng đan tay. Nàng chỉ do dự trong khoảnh khắc, cũng không né tránh mà thả lòng người, mặc đối phương kéo tay đặt giữa hai người. Lâm Di không nói gì, Chu thập cửu lại đưa cánh tay còn lại vòng ra sau lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tựa như đang dỗ dành trẻ con vậy. Tiếng vỗ lưng nhẹ nhẹ và tiếng tim đập bất giác khiến lòng lâm di yên ổn không ít. Hai ngày qua không phải nàng hoàn toàn không lo, bây giờ mới thật sự thấy nhẹ nhõm. Lâm di đột nhiên nhớ ra, ta đi vắt khăn, chậu nước nóng năng sai quất hồng bung vào vẫn còn ở trên bàn. Chu thập cửu kiên định kéo lâm di tải, vắt khăn làm gì? Chu thập cửu quỷ trong cung cả đêm, cho dù bản thân anh ta không quan tâm thì nàng cũng không thể mặc kệ, vẫn phải nên trường nóng chân một chút. Chu thập cửu mỉm cười, tả đầu có ngoan ngoãn quỷ thật, không phải lúc nào cũng có công nhân coi chừng, chỉ là sau nửa đêm thì đói, rất muốn về nhà ăn cơm. Lâm gì nhướng mày nhìn, muốn ăn gì, sáng sớm mai ta làm cho ngài, lần trước không được ăn viên tơ vàng, em làm, viên tơ vàng, thường là thịt viên hay tôm viên quán khoai tây, thái sợi hay cà rốt thái sợi chiên giòn. Lần trước, là Điểm Tâm nàng vừa làm xong liền đóng gói ngay đưa tới cho Trịnh Thất tiểu thư. Nói ra những lời này, giữa bọn họ dường như đã không còn cách chờ. Chương 154: Cuộc sống gia đình. Lâm Di nhắm mắt lại, mấy ngày nay suy nghĩ nhiều, đi ngủ cũng không yên tâm, giờ Chu Thập Cửu trở về rồi, chuyện này cũng coi như kết thúc vừa nghĩ thế lâm di liền chìm vào giấc ngủ có nhiều lúc ngủ cả ngày cũng không thấy tỉnh táo sảng khoái nhưng lắm khi chỉ ngủ vài canh giờ cũng đủ khôi phục tinh thần lâm di mơ hồ tỉnh lại đầu tiên là người thấy một hương thơm nhàn nhạt, nhạt bàn tay vốn đặt trên lưng nàng giờ đã đưa xuống cởi bỏ dây lưng thuận tiện luồn vào dưới vạt áo nàng một nụ hôn mềm mại rơi xuống trên vành tay lâm di khẽ nhếch môi coi như không có chuyện gì xảy ra xoay lưng lại ngủ tiếp, bởi vì mặc cho nàng kháng nghị thể nào, Chu Thập Cửu đều có thể dùng đủ loại lý lẽ hùng hồn đánh bại nàng. Nụ hôn kia vẫn không dừng lại, từng chút từng chút một rời xuống, Lâm Di cảm thấy trên lưng như có con sâu đang bò, không còn vờ ngủ được nữa, đành xoay người lại. Đôi mắt tràn đầy ý cười của Chu Thập Cửu quả nhiên đang chờ đón nàng, trời mưa rồi. Được nhắc nhở Lâm mới giỏng tay lắng nghe, bên ngoài quả nhiên có tiếng mưa rơi rầm gì hơi gió lành lạnh luồn qua khe cửa sổ thổi vào phòng khiến hơi ấm của hai cơ thể trở nên vô cùng dễ chịu thời gian dần trôi qua thân thể mảnh khảnh trong lòng chàng từ từ yên tĩnh lại chu thập cừu nhẹ nhàng nói xem chừng con mưa này sẽ kéo dài lát nữa bảo hạ nhân chắn lỗ thoát nước lại lúc ở phúc ninh nàng và ca ca hay nhân lúc trời mưa chắn lỗ thoát nước lại thả thủy cầm ra chơi lâm di kinh ngạc nhìn chu thập cừu ai nói cho anh ta biết vậy là ca ca sao trong phủ chúng ta vừa hay có nuôi uyên ương lát nữa chu thập cửu chưa nói hết câu lâm di đã bật cười quận vương gia thì cầm phủ chúng ta nuôi là vịt chứ không phải uyên ương chu thập cửu bình thản cười lẳng lặng lắng nghe đưa tay vuốt ve mái tóc dài của nàng rồi cúi đầu xuống đặt một nụ hôn ấm áp lên vành tai nàng người này cố ý nói sai để nàng phải lên tiếng lâm di tức giận xoay người sang chỗ khác chu thập cửu cũng không ngăn lại nhẹ nhàng buông nàng ra chu thập cửu được phong làm thống lĩnh hộ quân chắc là sáng sớm đều phải thương chiều xem giờ hẳn cũng nên dậy rồi lâm di ngẫm nghĩ rồi sờ sờ tìm áo khoác bên gối hôm nay không cần đến nha môn chu thập cửu choàng cánh tay rắn chắc sang ôm nàng vào lòng đối mặt với người như thế mềm không được mà cứng rắn cũng không xong Dẫu đề phòng Chu Thập Cửu, nhưng nàng cũng không muốn một cuộc sống gia đình lạnh lẽo như băng, và dường như Chu Thập Cửu cũng nắm được suy nghĩ này của nàng. Không rõ vì sao, Lâm Di bất giác nhớ tới một câu Chu Thập Cửu từng nói: "Bất kể vật thông minh đến đâu, chỉ cần tìm được nhược điểm của nó, nó sẽ là của mình." Chu Thập Cửu khá khác biệt với số đông. Người này ngoài mặt luôn cười thản nhiên, nhưng thật ra kiêu ngạo, tùy hứng, không muốn bị gò bó bởi thế sự mưu tính giỏi hơn hẳn hơn bất kỳ ai. nàng không thích bị tính toán, vậy mà rốt cuộc lại phải ở cùng với người như vậy. vậy thì ngủ thêm một lúc. Lâm Di vờ nhắm mắt lại. Chu Thập Cửu mỉm cười nhìn Lâm Di, mặt không đỏ tim không đập từ tốn nói ngủ kiểu này tính ra cũng được. Lâm Di chưa kịp hiểu ra thì Chu Thập Cửu đã nhóm người áp nàng xuống dưới. Lâm Di cực kỳ quẫn bách, dãy dụa phản đối, không biết xấu hổ. Chu thập cửu cười khẽ, thư tịch thời Hán có ghi, trương thưởng giám ở trước mặt tuyên để nói rằng lạc thú khuê phòng chính là bầu bạn với họa mi. Ta có phong lưu lộ mãng thì cũng chỉ ở trong khuê phòng mới vậy thôi. Mang tiếng tinh thông sử sách mà lại đi học mấy thứ này. Chu thập cửu cúi xuống nhìn nàng, nguyện môi cười nói, Nguyễn Nguyên, ta lớn tuổi như vậy mà cái gì cũng không hiểu sẽ khiến người ta chê cười đấy. Lúc trước thì đành chịu không nói, nhưng bây giờ đã thành thân rồi. Nòm sắc mặt cứ như đang chờ trên mặt nàng cũng hiện lên nụ cười vậy, Lâm Di bị lời lẽ của đối phương làm cho á khẩu, bực mà không thể làm gì trương thường vì họa mi mà bị tuyên để cho là thiếu uy nghiêm, không được đưa vào hàng ngũ trọng thân. Lâm Di ngẫm nghĩ, trương thường bị người ta dựa vào chuyện ân ái nồng thắm quá mức với thế tử bắt bè đủ điều, để rồi cuối cùng mất đi tiền đồ, nhưng chu thập cửu không phải là trương thường khi rảnh rỗi các quan viên thường tụ tập tán gẫu thỉnh thoảng cũng có người nhắc tới trương thường chu thập cửu không cho rằng trương thường nặng tình cảm nam nữ hơn người bình thường đến mức đảm đánh đổi công danh sự nghiệp của bản thân người chưa trải nghiệm chuyện này sẽ không bao giờ biết được bản thân dám hay không cho nên chàng cũng không có đáp án dậy sớm tay chân thường bị công không nhiều thì cũng ít nhưng chẳng mấy chốc cả người bọn họ đã nóng lên trên trán dị một lớp mồ hôi mỏng trong màn thoang thoảng mùi tình nồng. Lần này Chu Thập Cửu cực kỳ kiên nhẫn, chờ đến khi nàng không còn thấy đau mới chính thức bắt đầu. Sau một trận vận động mồ hôi đầm đìa, dường như những gì vừa mới nói đều đã bị vứt hết ra sau đầu. Lâm gì vừa muốn ngồi dậy tìm y phục lót mặc vào thì Chu Thập Cửu nằm bên ngoài bỗng đứng bật lên, vơ lấy áo choàng khoác lên người rồi kéo chăn gấm, dịu dàng nhìn nàng, "Tạm thời đừng đứng dậy, ta đi gọi Lang Trung tới." Sao vậy? Lâm Di kinh ngạc nhìn góc chăn trong tay Chu Thập Cửu, trên đó loang lổ vết móng. Trong nháy mắt nàng cũng thấy tay chân lạnh ngắt. Bọn họ đã làm sai chỗ nào sao? Nghe thấy quận vương gia sai người mời nữ lang, bạch thược liếc vào trong phòng thăm dò, trên mặt lộ vẻ bối rối, hay là quận vương phi? Từ phủ cũ có dẫn theo ma ma, có cần bảo bà ấy tới xem một chút không ạ? À? Chu thập cửu nói, vẫn nên mời nữ lang đi, bạch thược khẽ vâng, vừa định đi thì lại nghe thấy Lâm Di nói vọng ra từ buồng trong, Bạch Thược, đừng đi, gọi cùng ma ma tới đây. Bạch Thược nhìn về phía Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu gật đầu, Bạch Thược liền vọt ra ngoài như tên bắn. Chỉ chốc lát sau cùng ma ma đã hớt hải chạy tới, hành lễ với Chu Thập Cửu rồi đẩy cửa vào buồng trong. Lâm Di đã mặc y phục lót vào người, đang ngồi tựa lưng vào gối. Ngửi được mùi hương trong màn, Cùng mama lập tức ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Hai chủ nhân chỉ mới thành thân, chắc là không khống chế được bản thân, huống chi tối qua quận vương gia vui vẻ nên uống nhiều hơn bình thường vài chén. Quận vương phi khó chịu chỗ nào à? Lâm Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Thập Cửu liền đỏ mặt, bảo Quất Hồng giúp quận vương gia thay quần áo trước đi. Chu Thập Cửu khoát tay tỏ ý không cần rồi tự mình đi ra sau bình phong chàng mặc y phục chỉnh tề xong thì cùng mama cũng đã dặn dò nha hoàn đi nấu thuốc rồi. Sao vậy, mặt lâm di đỏ bừng, không có gì, là ta tới tháng thôi. Năm ngoái nàng mới bắt đầu có nguyệt sự ngày tháng không chuẩn lắm nên nàng cũng chẳng nhớ. Bỗng nhiên nhìn thấy khăn trong tay chu thập cửu dính máu, nàng nhất thời không nghĩ tới, nghe thấy chu thập cửu sai người đi mời nữ lang mới nhớ ra. Chu thập cửu vẫn vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ dao động nào. Nghe nàng nói vậy chàng cũng chỉ cười, lần sau lưu ý một chút. Lâm Di ngước lên quan sát Chu Thập Cửu, ngạc nhiên mà cười phì, dây ngoại bào của quận vương gia thắt lệch rồi kia. Y phục Chu Thập Cửu trước giờ luôn chỉnh tề, hôm nay tại mặc áo choàng thắt lệch đi lại trong phòng mà trên mặt vẫn treo nụ cười thong dong. Hiếm khi được nghỉ một ngày, Lâm Di và Chu Thập Cửu dùng bữa sáng xong bèn cùng nhau trở về Trần gia tiểu tiêu thị nhìn thấy con rể cũng yên còng tình hình hôm qua vẫn vô cùng bị thảm hôm nay đã mây tan trắng tỏ trước thống lĩnh hộ quân nghe rất kêu nhưng rốt cuộc là làm gì thì bà không tiện hỏi chỉ biết quan chính tam phẩm địa vị rất cao thôi huống chi con rể còn trẻ như vậy tương lai làm đại quan nhất phẩm cũng không phải là hy vọng xa vời vừa hay hôm nay trong nhà tuyển chọn sư phụ dạy võ cho hoành ca tiểu tiêu thị liền mỏ ý nhờ con rể đi xem thử một chút được chu thập cửu nhận lời gánh nặng trong lòng tiểu tiêu thị lập tức được dỡ bỏ bà còn đang lo mình chọn không khéo giờ tốt rồi con rể kiến thức rộng nhất định có thể chọn được người phù hợp chu thập cửu ra ngoài lâm di ở lại trong phòng nói chuyện với lão thái thái nhánh cả lần này tuy bình an vô sự song lão thái thái nhánh cả vẫn giận dò lâm di về sau càng phải cẩn thận hơn cây mọc càng cao gặp gió càng lớn bà hỏi lâm di chu lão phu nhân và chị dâu cháu nghe tin xong phản ứng thế nào lâm di kể lại chuyện tối qua mình tôi kéo chân thị xuống bếp làm tiệc sáng sớm hôm nay chu nguyễn cảnh và chân thị đã trở về nhà cũ rồi lão thai thai nhánh cả buồn cười tiếc nhìn lâm di con bé này tinh quái quả đấy lúc bị hại thì phải chịu đựng giờ có cơ hội đương nhiên nàng phải đáp trả rồi nhân tiện cảnh cáo đối phương một chút luôn lão thái thái nhánh cả vẫn có chỗ không rõ thái độ của quận vương gia đối với chu lão thái gia và chu lão phu nhân rốt cuộc là thế nào vậy cả với hai cặp huynh tẩu kia nữa chu thập cửu cưới nàng về liền mặc nàng lập uy trong phủ dĩ nhiên là muốn đối phó với chu lão phu nhân và chu nguyễn cảnh chu nguyễn quý rồi cháu nhìn ra được quận vương gia thật sự xem chu lão thái gia như trưởng bối của mình chu lão thái gia đưa quận vương gia về chu gia Đối xử với ngài ấy dường như còn tốt hơn cả con ruột là Chu Nguyễn Cảnh và Chu Nguyễn Quý, không trách được vì sao ngài ấy lại kính trọng Chu lão thái gia như vậy, về sau cháu cũng sẽ tận lực chăm sóc ông ấy. Lão thái thay nhánh cả gật đầu, Lâm Di trước giờ luôn giỏi nhìn mặt đoán lòng, nàng đã nói vậy thì nhất định là thế, Chu lão thái gia bệnh thế nào? Còn chữa được hay không? Uống thuốc mỗi ngày cũng không thấy khá hơn. Lâm Di đáp, cháu cũng từng hỏi thăm ngự y, đó là di chứng từ bệnh cũ nên rất khó khỏi hẳn hơn nữa hầu hạ thuốc men hàng ngày đều do chu lão phu nhân tự mình đảm nhiệm cháu muốn nhúng thay cũng không có cơ hội lão thái thái nhánh cả im lặng ngẫm nghĩ theo lý thì hẳn không có vấn đề gì nói sao chu lão thái gia cũng là gia chủ bệnh của ông ấy không phải chỉ mới bị một hai năm gần đây theo lý là thế nhưng lâm di vẫn cảm thấy kỳ quái việc chu lão thái gia nhìn thấy chu lão phu nhân liền run dày lão thái thay nhánh cả rời đề tài đến trịnh gia huệ hòa quận chúa bắt đầu để ý tìm kiếm mối cho trịnh thất tiểu thư rồi cần trước ta sang thăm đúng lúc hai mẹ con ra ngoài dự tiệc trịnh thất tiểu thư chắc hẳn đang rất buồn bực vì chuyện này hai bà cháu mới nói tới đây tiểu tiêu thị bỗng cuống quýt chạy vào đi thẳng tới cạnh lão thái thay nhánh cả báo lão ra trở về rồi còn có nội thị đi theo nữa à lão thái thay nhánh cả nghe vậy liền đứng dậy Lâm Di vừa đưa tay dìu bà vừa quay đầu dặn dò Thính Trúc đi cầy trà tiến công pha đãi khách. Trong phòng mới sắp xếp ổn thỏa, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Nội thị hành lễ với Chu Thập Cử, Tiểu Tiêu thị căng thẳng siết chặt khăn tay, ra ngoài đón khách. Chỉ cát sau màn cửa được nhắc thật cao, để nội thị bước vào phòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 155, phục tước. Mọi người chào hỏi lẫn nhau xong, nội thị tít mắt cười nói, xin báo cho lão tổ tông một tin vui. Lão thái thái chi trưởng nhìn về mặt kích động của Trần Doãn Viễn, cho dù đã cổ chân tĩnh song tim vẫn bị treo lên cao. Bà bỗng nhớ đến ngày bị mất tước vị, lão thái ra mặt xám như cho tàn dẫn nội thị về nhà thu hồi bằng sắt để tước vị của nhà họ. Khi đó, bà nghe xong tin cũng chết lặng bên cạnh ông, cả buổi vẫn chưa hết thẫn thờ. Nội thị vui vẻ bảo, mời lão tổ tông chuẩn bị kỹ càng, ngày mai nghênh đón thánh chỉ và bảng sắt để tước vị Quảng Bình Hầu nhé. Là thật rồi, Trần Gia thật sự lấy lại được tước vị rồi. Lão thái thái chi trưởng nắm chặt tay lâm di, tước vị mong chờ bao nhiêu năm cuối cùng cũng trở về. Khi bà không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa, triều đình lại trả tước vị về cho Trần Gia. Nội thị thị lễ với Trần Doãn Viễn, chúc mừng Quảng Bình Hầu tùy ý chỉ chính đưa tiễn nội thị đi xong, tất cả về phòng lão thái thái nhánh cả ngồi. Thước vẫn còn chưa ban ra, nhưng ở nam thư phòng chính miệng hoàng thượng và Trần Doãn Viễn vẫn không khống chế được sự vui mừng của mình, chấp thuận phục tước cho Trần gia, nhất ngẩng đầu nhìn lão thái thái nhánh cả, mẫu thân, nhà chúng ta lấy định không thể sai. Lại được tước vị rồi, chuyện vui lớn như thế đột nhiên giáng xuống trên đầu, Trần Doãn Viễn không biết nên khóc hay nên cười ở trước lão thái thay nhánh cả đã lớn tuổi trải qua mặt thánh giá mồ hôi lạnh ướt sũng người vì sợ bây giờ mừng rỡ nhiều chuyện cho nên kịp thời bừng tỉnh cũng nhễ nhại mồ hôi vội vàng đối đáp vài câu ứng phó rồi bảo hạ nhân lấy tiền thưởng cho nội thị hoàng thượng triệu ông vào cung hỏi chuyện ông ở lại bộ thể nào mà bản thân ở lại bộ có được bao nhiêu chiến tích ông rõ hơn ai hết cho nên khi bị hoàng thượng quở trách ông chỉ có thể quỳ xuống lắng nghe không phản bác được nửa câu tiếng mắng như sấm vang chớp giật kia bây giờ vẫn còn chấn động trong tai ông xem ra ngươi không hợp làm lang trung ở lại bổ trước đó trẫm đã để cao ngươi rồi nghe hoàng thượng nói vậy lòng trần doãn viễn rúm gió cả lại cơ thể như rơi xuống hầm băng viết chỉ đi hoàng để nhấc bút bỏ chức vụ tang trung lại bổ của trần doãn viễn vừa nói hoàng để vừa nhanh chóng phê nốt tấu trương đang mở trên ngự án sau đó khép cuộn giấy lại đưa cho Trần Doãn Viễn, tấu trường khuyên giải của người viết không tệ, vậy qua khoa đạo đi. Nói tới đây Hoàng để lại ngừng một chút, tước vị Quảng Bình Hầu của Trần Gia Ngươi cũng nên có người thừa kế. Hoàng để ngước lên nhìn Trần Doãn Viễn dò xét rồi phất tay, không nói thêm gì nữa. Cơ quan tối cao trong các triều đại phong kiến, với trọng trách thay mặt vua giám sát, khiển trách, tố cáo và kiến nghị mọi hoạt động của quan lại các cấp, giám sát việc thi hành luật pháp và thực hiện nghiêm chỉnh các quy tắc triều đình ban hành từ trung ương đến địa phương. Đứng đầu là đô sát viện. Trần Doãn Viễn đờ đẫn cả buổi vẫn không có phản ứng, nội thị phải đi tới nhắc nhở. Trần Đại Nhân, sao còn không dập đầu? Nghe vậy ông mới quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Trần Doãn Viễn thuật lại từ đầu tới cuối cho người nhà nghe. Chỉ vài chục phút diện thánh ngắn ngủi, xong ông lại thấy câu như cả đời người. Trước khi nội thị tới tìm con còn tưởng rằng tước vị là cho nhị ca đồng gia năng nổ hoạt động bốn phía như vậy ông vốn cho rằng trần gia được phục tước là nhờ công lao của đồng gia hơn nữa hoàng thượng cũng không hề nói rõ người được thừa kế tước vị chính là ông lão thầy thay nhánh cả hỏi hoàng thượng để con nhậm chức gì ở khoa đảo? khoa đạo chính là tại mắt của triều đình có trách nhiệm duy trì trật tự của bách quan trọng ngoài kinh thành lần này tố tội khang quận vương chính là hai ngự sử binh khoa của khoa đảo. Bây giờ Hoàng thượng điều Trần Doãn Viễn đến khoa đạo nhậm chức, chẳng khác nào ném một tảng đá lớn xuống hồ. Người từng bị tố tội giờ cũng đi tố kẻ khác. Trần Doãn Viễn đáp lời, trường viện cấp sự chung của lục khoa thuộc đô sát viện à. Đây chính là được thăng chức một cách vẻ vang, danh xứng với thực đầy. Lâm Di ngẩng đầu nhìn Chu Thập Cửu, Chu Thập Cửu cũng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hai người giao nhau nụ cười nơi khóe môi chu thập cừu càng thêm rõ ràng. Tiểu tiêu thị hỏi, lão gia, chức quan này lớn lắm sao? Trần Doãn viễn ngượng ngùng đáp, chính tử phẩm. Chính tử phẩm, tiểu tiêu thị há hốc miệng. Chuyện vui nhân đôi, lại còn là chuyện vui lớn như vậy. Bà vẫn không dám tin là thật. Trần Doãn viễn băn khoăn, ta và ngự sử binh khoa từng có khúc mắc, chưa biết qua đó là phúc hay họa nữa vừa nói ông vừa nhìn chu thập cửu chu thập cửu cười nói hoàng thượng xưa nay thích trên chiều nới rộng đề tài bàn luận nếu không ai nói về được mất trong tình hình chính trị đương thời phân tích chỗ lợi chỗ hại của các mặt vậy còn gì là quyền môn luận trên chiều nữa cho nên miễn là hoàng thượng còn giữ suy nghĩ này môn quan và ngự sử không cần thiết phải đứng cùng một phía mở miệng nói cùng một ý trần doãn viễn cảm thấy lời con rể nói rất có lý thế là vội vàng lôi kéo chu thập cửu đi nói chính sự. Lâm Di ở nội viện giúp tiểu tiêu thị trang trí sân trong, hai người mới chỉ huy hạ nhân lau dọn từ đường xong thì đàm ma ma tươi cười bước vào, nhìn trái phải thấy không có ai mới nói, nhánh thứ hai bên kia không chờ nổi nữa, vừa cho người tới hỏi thăm tin tức đấy à. Thấy bên ta đổi đèn lồng mới liền hỏi thăng có phải có chuyện vui không? Tước vị vốn là của nhánh cả trần gia, Hoàng thượng trả lại cho nhánh cả cũng không ai nói ra nói vào được. Trong lúc nhánh cả bên này vui vẻ, nhánh thứ hai bên kia nhất định vô cùng dối ghen. Lâm Di nhìn Tiểu Tiêu Thị trước khi thánh chỉ ban xuống, nhà chúng ta không thể rêu rao ra ngoài. Nếu đại bá, nhị bá đích thân sang hỏi, mẫu thân cử nói mình không rõ. Đàm Ma Ma bật cười úp úp mờ mờ như thế, chẳng phải sẽ khiến người ta sốt ruột chết hay sao? bên này nhánh cả trần gia tụ tập ăn mừng, bên kia nhánh thứ hai cũng tập hợp lại một chỗ. Trần Doãn Ninh nhìn chằm chằm Trần Doãn Chu, là thật à? Trần Doãn Chu đến lâm gia hỏi thăm tin tức, nếu đã quyết định phục tước cho Trần Gia, Hoàng thượng tất nhiên sẽ để người Hàn Lâm viện trực ở Nam Thư Phòng viết chiêu chi. Trần Doãn Chu đáp với vẻ mặt không cam lòng, là thật. Sự giận dữ giấu trong lòng nhiều năm của Trần Doãn Ninh cuối cùng cũng bộc phát ông ta nhấc chén trà trên khay tiểu nha hoàn đang cầm ném xuống đất. Tiếng đổ sứ vỡ vụn khiến tất cả người trong phòng giật nảy mình. Tiểu nha hoàn dâng trà lập tức hòa khóc. Bộ trà này là do Trần Doãn Chu đưa cho nhị lão thái thái đồng thị, được bà ta cực kỳ yêu thích, thường xuyên được lấy ra dùng. Nhìn tiểu nha hoàn run rẩy khóc, Trần Doãn Ninh bỗng đứng bật dậy đại tiểu nha hoàn ngã sóng xoài, ấm trà trên khay đổ ập xuống đùi Trần Doãn Chu. Trần Doãn Chu nhảy dựng lên. Trần Doãn Ninh không thèm nhìn đệ đệ, chỉ giữ tợn mắng chửi tiểu nha hoàn, chả nóng như vậy, muốn bỏng chết ra hà. Đại thái thái đồng thị nắm chặt tay dưới ống tay áo, cũng không buồn ngăn cản, tước vị đa phần do con trường thừa kế, nếu mẫu thân không thiên vị lão nhị, lão tam làm gì có cơ hội chen vào rồi được nhánh cả nhận làm con thừa tự chủ. Mặc dù tước vị về tay lão tam cũng khiến bà ta hoang mang lo ngại, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác muốn cười trên nỗi đau của kẻ khác lão nhị mà thành quảng bình hầu cơn giận này của lão gia đừng hòng phát tác được hôm nay dựa vào biến cố này vừa vặn giải quyết bức bối trong lòng luôn nha đầu vụng về đại thái thái đồng thị vừa nói vừa liếc mắt nhìn bà tử đứng bên cạnh bảo bà tử nọ dẫn nha hoàn kia ra ngoài sau đó mới lên tiếng khuyên trần doãn ninh lão gia đừng nóng mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn bạc kỹ lưỡng một chút chúng ta nhiều người như vậy nói không chừng có thể nghĩ ra cách gì hay câu mỉa mai này của bà ta đâm cực kỳ đúng chỗ mang ẩn ý chỉ trích nhị lão thái thái đồng thị luôn nghiêng về trần doãn chu nếu hai đứa con trai đồng lòng nói không chừng bây giờ còn có cách vãn hồi tình thì nhị lão thái thái đồng thị lạnh lùng liếc nhìn đại thái thái trần doãn chu vuột mất tước vị giờ phải trơ mắt nhìn đại ca đại tẩu già ngơ diễn trò sắc mặt ông ta xanh mét, gần như nói không ra lời. Mãi mới mở miệng, chúng ta vẫn phải suy nghĩ xem về sau nên làm thế nào. Hiện giờ tam đệ không những có con gì là quận vương gia mà còn lấy được tước vị. Nghe nói khang quận vương sắp tiếp quản hộ quân doanh, tương lai không chừng sẽ nắm giữ cả quân đội chấn giữ trong kinh. Tuy đột thống bây giờ là cữu cữu, nhưng khang quận vương trẻ tuổi lại còn là tôn thất. Nhanh như vậy đã chọn phe xong rồi à? trần doãn ninh âm u hỏi nhị đệ đang trách cữu cữu đấy là trần doãn chu như mèo bị dẫm phải đuôi liền muốn giơ vuốt cào lại nhị lão thái thái đồng thị vỗ mạnh lên bàn một cái càng nói càng thái quá muốn chọc ta tức chết hay sao đại thái thái đồng thị trách cứ liếc nhìn trần doãn ninh ta thấy nhị thúc nói rất đúng nói thế nào khang quận vương cũng là tổn thất người khác làm sao so sánh được bình thường không nói nhưng rốt cuộc vẫn là thân sơ khác biệt triều đình đương nhiên sẽ nghiêng về phía để tôn thất làm đại tướng quân mọi người đang nói chuyện trầm hương bỗng ôm đồ bước vào phòng tam tiểu thư cho người gửi đồ tới dặn lão thái thái đừng nóng vội ngày mai tam tiểu thư và cô ra sẽ trở về à nhị lão thái thái nhìn hộp điểm tâm mình luôn thích ăn từ trước tới giờ thở dài rồi để trầm hương đỡ mình đứng dậy ai về phòng nấy đi ta muốn nghỉ ngơi một chút ván đóng thuyền rồi ôm cục tức tập hợp một chỗ cũng chẳng ích gì, không ở trước mắt sẽ đỡ phiền. Trần Doãn Ninh cùng đồng thị trở lại phòng mình, Trần Doãn Ninh nằm vật ra giường, đồng thị rót chén trà tới cho ông ta, nhẹ giọng khuyên nhủ, lão ra đừng tức giận quá làm gì, suy nghĩ một chút thì như vậy cũng tốt. Khi thu hút được ánh mắt của Trần Doãn Ninh, đồng thị mới nói tiếp, con rể chúng ta cũng là tôn thất mà tương lai sẽ kế thừa tước vị đầy có vết xe đổ của cứu cứu ở trước mắt, giờ ai cũng biết tôn thất có chỗ tốt của tôn thất. Bên nhị thúc hoàn toàn trắng tay, bến bà ta ít ra còn được nhà thông gia tốt. Đúng là sự đời khó lường, tướng Mạo Lâm huyền bình thường, tính tình cũng yếu đuối, đứng cạnh Lâm Phương liền thua kém hơn hẳn, nhưng không ngờ lại gả cho trường tử của Trấn Quốc Công. Nghĩ tới đây liền thấy vui vẻ hơn được tí, Trần Doãn Ninh giãn chân mày, gật đầu nắm tay đồng thị, thời gian qua ta hồ đồ, khiến bà chịu uất ức rồi. Quán khí nồng đậm của đồng thị được Lâm Huyền khuyên bảo đã vơi đi phân nửa rồi. Bây giờ tiện nhân kia đã bị đuổi đi, bà ta phải tìm cách lôi kéo lão ra về với mình. Lão ra nói gì vậy, đều là chuyện đã qua, nhắc tới làm gì. Miệng nói thế xong bà ta lại rơi nước mắt. Hôm đầu tiên chu thập cửu thương chiều, Lâm Di dậy rất sớm để chuẩn bị. Bữa sáng bình thường thanh đạm, hôm nay thêm một dĩa rau xào với thịt cho chắc bụng, có đứng lâu cũng không bị đói. Giờ phủ gần Hoàng Cung cũng có ưu điểm, không cần đi quá sớm. Nghe nói có người phải rời nhà từ khi trời còn tôi mới kịp giờ, cho nên mấy tòa nhà gần Hoàng Cung mới đạt đến vậy. Đưa tiễn chu thập cửu xong, làm gì mới thu xếp trở về Trần Gia, chủ tớ mấy người mới đi tới của Thủy Hoa, bà tử trong của liên tiến lên đón, nhân tiện báo rằng có Lâm Huyền tới. Nhìn thấy Lâm Di, Lâm Huyền cười nói, "Quận Vương phi về thăm nhà sao? Ta cũng nghe nói chuyện triều đình phục tước cho Trần gia, đang chuẩn bị sang chúc mừng tam thúc đây." Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.